chị Ni lên like quý vị ơi Chị Ni lên like cũng như chị Ni đi cùng với Hồng Loan Chị Ni đi cùng với Hồng Loan đến nhà của Đến sân khấu của chị Ba Bình Tinh Để cúng dỗ tổ với quý vị Trời ơi thám tử đâu à Mày vô mày soi cả mày Thám tử đâu ơi Thám tử với, hàng, với anh Đức với Long Quần đâu rồi Vô đây gà coi soi coi gà Chị Ni có bị đánh có bị gì không nè Trời đất côi tao nói bữa nay chị Ni À, xuất hiện lên mạng xã hội rồi mấy đứa kia tao nói nó gung phạt phạt hết quý vị rồi phải nói à, cộng đồng mạng thấy chị ni đi cùng với hồng loan à, đi đến à, chỗ của chị ba phải nói rất là vui thì bữa nay cúng tổ à, cái chỗ của chị ba có hồng loan có linh tý quy sang rồi đặc biệt có cô ngọc quyền có cô thoại mỹ nữa thì những nghệ sĩ lớn thường hay về chỗ của chị ba bình tinh trong khi đó bữa nay thấy anh hai cũng có đi cúng dỗ tổ đó mà thấy có một số người nhìn anh hai hình như ngó lơ thì phải à, ngó lơ với anh hai rồi phan này tiêu anh hai rồi thì cô dì chú bác anh chị em rất là trông chờ chị ni trông chờ chị ni nhưng mà bữa nay chị ni thì cũng không có phát biểu nhiều nhưng mà chị ni có xuất hiện trên mạng xã hội là vui rồi phải nói rất là vui luôn Nhưng mà cũng có một số người đồng đón Chuẩn bị chị Ni sẽ lên like Nói tất cả mọi việc luôn Chị Ni sẽ lên like nói tất cả mọi việc Nhưng mà không biết tối nay hay là ngày mai Ngày mốt gì đó Thì chị Ni khi nào thấy cảm thấy thích hợp Thì chị Ni sẽ lên nói những cái việc vừa qua Còn cái việc phải nói là Trong cái thời điểm này đó Thì cái thằng cũng như cái anh Cái anh Hài cái anh hài lê tính à, phải nói là ở bên mỹ mới về ở bên mẻo mới về trời ơi ngày qua thấy thám tử lùng thám tử lùng bất ngờ nó bật like lên cùng với anh hài phải nói là anh hài lê tính trời ơi sao mà chả đen thui vậy mấy ông nội trời ơi đen còn hơn cha bên nữa hãm gài cứ đồn đón anh bên ở bên đó lụm dây chai ở bên đó lụm dây trai còn anh Lê Tính chắc bên Mỹ chắc đi đào đi đào Khang ha chả đi đào khang, hay chả đi chăn dịch, hay chả đi chăn bò gì bên đó không biết trời ơi em thấy mấy bữa trước anh Lê Tính lên like trên YouTube á trời ơi giả vua giả phải nói là mặt đầu vua đầu vô rồi trắng trẻo khái tướng đẹp trai nhưng mà nhìn thấy khái, khái tướng là gì là si dinh dưỡng nhìn tướng là thấy si dinh dưỡng <laughs> nhìn cái tướng của anh Lê Tính là thấy si dinh dưỡng nhưng mà lên youtube thì anh chả chỉnh áp vô thấy trắng trắng thấy cũng cũng như giống là công tử già đi hay à, giống công tử già đi tự nhiên cái gì việt nam lai like chung với anh Thấm tử lùng thám tử lùng mày chơi vậy chết anh tính mày 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 chơi vậy tết chết danh hài chứ còn trời ơi danh hài bên mỹ dù sao danh hài ở bên mỹ gì mày chơi gì mày không chỉnh áp cho anh chả còn mày cảm thấy mày chỉnh áp không được đó thì mày ra mày mua cái ký bột năng mày ụp vô mặt của anh chả mày ra mày mua một ký bột năng không không có tiền mua mua bột nếp bột mì gì đó con mày mua một ký bột mì á mày đắp vô mặt của con chả cái phập vô mặt của con trả xong mày lên mày like. mày chơi kiểu vậy là là còn gì nữa ở danh hài trời ơi ở danh hài bên mỹ gì tưởng đâu tôi nói nhìn khô hàng phụ hồ nó mới cha trời ơi nhìn đen hơn phụ hồ bên việt nam nữa quý vị không phải mình lên đây mình chơi cái nghề phụ hồ ha nhưng mà thường thường người ta gian nắng người ta gian nắng dầm mưa cực khổ người ta mới đen vậy còn này nghệ sĩ gì đâu mà anh đen trời ơi, nó đen phải nói đen đen thối lùi đen giống như là trâu đen vậy đó có vậy trời ơi thấy bệnh thiệt chứ anh hài anh hài lê tính chuẩn bị về tính là tính là bóc vé về việt nam bóc vé về việt nam để à, chơi cái show của anh hai bóng chờ chơi, chơi chung với cái show của anh hai bóng mà tự nhiên cái bị quỷ show trời ơi làm anh làm anh tính lỗ lỗ phải nói lỗ vé rồi fan này tiêu anh tính rồi có một số bà con đồn đó bữa nay anh tính lên lên mộ chú năm rồi ha trời ơi lên mẫu chú năm coi chừng ổng bẻ cổ à coi chừng ổng bẻ cổ à còn chú năm ổng hiền ổng không bẻ cổ thì những người xung quanh chú năm á, coi chừng bẻ cổ nghe anh tính anh tính anh anh nhớ cái lúc đầu anh tính à, lúc đầu anh lên anh khẳng định nhiều điều tốt đẹp về hồng loan lắm anh lên anh khẳng định dữ lắm cái sau này cái anh ăn trống cái gì em không biết ăn trống cái gì ăn trống cái quái gì không biết cái quay xe qua nịnh nọt bà sáu cho bữa nay chắc đi lên qua duyên xong chắc quay về nhà bà sáu đớp bà sáu ô quên không phải đớp bún bò của bà sáu đớp gì đớp hủ tiếu bò duyên của bà sáu chắc trời ơi thấy bệnh thiệt chứ thì cô gì chú bác anh chị em thấy những cái hình ảnh như thế này Đó, những tem yêu thương hồng loan còn rất là đầy đủ luôn vợ chồng linh tý bích trâm và quy sang rồi mấy ca sĩ lớn nghệ sĩ lớn người ta cũng bên cạnh chị ba bình tinh và đặc biệt à, chị ba bình tinh cùng với hồng loan cũng như là chị ni cũng là vui vẻ chứ không phải có một số như lời đồn là, là, chị ba rút lui hay là chị ba quay xe gì đó trong thời điểm này chị ba không muốn dính vô cái đợt gamma thôi chứ chị ba không có rút lui chị ba cũng âm thầm bảo vệ ủng hộ hồng loan à, rồi chị ni cũng đang làm những cái bước tiếp theo trong cái việc của hồng loan chứ chị ni nói chung là chị ni nè rồi luật sư ngọc nè cũng như hồng loan nè đó phải nói là liên tục à, phải nói làm những cái việc pháp lý liên quan ấy quý vị chứ không có bỏ cuộc nha khi nào à, khích hợp thì chị ni cũng như hồng loan hay là luật sư sẽ cho cô gì chú bác anh chị em biết một số thông tin mà đặc biệt bữa nay nha trời ơi bữa nay vợ chồng cha bảy bữa nay đăng lên một cái sờ ta tốt nữa kìa quý vị à, năm nay anh bảy làm dỗ tỏ nha anh bảy mời á cho anh bảy mời ca sĩ nghệ sĩ luôn mời bà con nữa đó trời ơi cô gì chú bác anh chị em không ấy đến nhà chú bảy chú bảy cho ăn gì không biết nha mà chú bảy có đãi nữa đó trời ơi bệnh không chú chú bảy mới đi nhập viện gì khang không có tiền đóng tiền viện phí nữa mà bây giờ chú bảy um, phải nói là chú bảy um, cúng tổ rồi ha chú bảy cúng tổ không biết là à, cúng cúng cái gì nè à, không biết là có sơn hào hải vị tôm hùm alaska gì không biết nha nhưng mà chú bảy có mời nghệ sĩ nha năm rồi chú bảy không có tự tin mời nghệ sĩ nhưng năm nay chú bảy mời nghệ sĩ à, chắc có anh lê tính quá chiều nay chiều mai chắc anh lê tính qua nhà bảy ăn chật quá à, anh lê tính ăn chật quá cũng như anh anh pin à, cũng như chắc là có bà Sáu rồi ha trời ơi năm nay anh bảy chị bảy chắc được mùa hay sao đó, làm ăn trúng mùa hay sao mà cũng tổ năm nay được mời nghệ sĩ rồi ghê không mời nghệ sĩ rồi mời khán giả nữa nha mà không có nói mời bao nhiêu người hết, mời thoải mái, ai đến nhiều ăn nhiều nha, đó, thoải mái luôn Chú Bảy năm nay làm lớn nha, chú Bảy làm lớn ở chỗ của khai gà đó quý vị Cúng dỗ tổ của của nhà chú Bảy, cúng ngày 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 cái sân khấu của khái gà nha Trời ơi, năm nay bệnh luôn nha Rồi, quay qua cái vụ của chị Le Le đi, chị Le Le, chị Học Lè đi thì hồi sáng này em nói cái vụ của chị Phương gì đó à, Phải nói là ủng hộ 500k mà phải nói là sửa là thành năm năm triệu gì đó quý vị à, có một số người vô à, nói là chị chị le le không phải nghe quý vị cái đó là chị 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 phương chị phương gì đó nói chung cái chị đó bên cái gì chứ không phải chị le le nha nhiều khi có một số người hiểu lầm á cái nào mình nói cho đúng nha quý vị nhưng mà đặc biệt chị le le cũng đã xóa cái bài của mình rồi không biết chị le le có dính vô cái trụ này không nè à, không biết chị le le có dính vô cái vụ sửa hay không, à, không nha tức là người ta phải nói là người ta tung cái sao kê từ cái ngày hình như 1 tháng 9 hay 2 tháng 9 gì đó. 1 tháng 9 2 tháng 9 gì đó trong khi đó là chị Lê Lê chuyển 400 triệu là chuyển ngày 20 28 tây tháng 8 thì phải, 28 29 gì đó, 28 29 tây tháng 8 gì đó. Cho nên trước trước cái thời điểm mà mà mặt tận tổ quốc người ta sao kê ha, cho nên mình cũng không biết là cái à mình không biết là chị Lê Lê là, là 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 cái danh sách của chị Lê Lê không thấy, à, không thấy tức là chị Lê Lê chuyển chuyển trước, chuyển trước cái ngày mà phía bên À, cái thông báo của mặt trận Tổ quốc người ta người ta, người ta lên người ta sao kê từ cái ngày 1 tháng 9, 2 tháng 9 gì đó. Trong khi đó cái bà Lê Lê là bà chuyển cái ngày 28 ngày 29 gì bữa quên à. 28 29 tháng 8 ha, 28 và 29 gì đó. Thì nói chung chuyển trước mấy ngày. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, đặc biệt ở đây á là người ta đã bóc phốt lên một số một số người mà mà chuyển có có 30.000 mà thành 300 triệu rồi 3 tỷ, thành 300, 3 triệu gì tùm lum hết. Thì trong cái sự việc đó thì chị Lê Lê đã xóa cái bài của mình không biết có vấn đề gì không mà chị lê lê lại xó mấy cha thường thường mình đi từ thiện mình phe đã, đã, đã gọi là phe rồi dù sao cũng đã phê rồi khà từ đầu không có phe lên mà phe xong rồi giờ tự nhiên cái chị lê lê xó là là nghi lắm nha chị lê lê xó là nghi lắm mới có vấn đề ha chị lê lê tự nhiên xó đi cái <laughs> xóa đi cái bài đăng của mình tức là chị lê lê xó cái bài đăng mà 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 chuyển <laughs> chuyển phản ủng hộ quý vị tự nhiên cái xó mất tiêu rồi à trời đất ơi, không biết có vấn đề gì hay không ha nhưng mà mới đây nhớ em thấy chị Lele Le vô vô cái 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 phòng găng của mình like rồi nha vô phòng găng của mình like rồi thì chị chị bánh tác thì nói mấy à, à, gì không không còn được vô đó hay là không 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 còn nắm cổ phần gì nói chung vậy đó thì chị Lele Le vô chị Lele Le chứng minh và chị Lele Le đã like ở trong cái phòng găng đó rồi nhưng mà cái việc vô đó like thì cái chuyện cũng bình thường thôi quý vị em nói ví dụ như mà mà cái cái tài sản mà mà cái bà kia bỏ lấy lại hết đi thì cái cái bà lê Le bởi vô bà like thôi cũng chuyện của bình thường thôi giống như mình bình thường thôi bây giờ em vô đó em nói em vô em trồng găng em vô em like cũng được vậy cho nên cái chuyện chị lê Le ngồi trong đó like hay hay là hỏng like hay là là cái việc đó rất là bình thường thôi quan trọng là cái cái mình có nắm được giữ được cái 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 cổ phần ở trong đó hay là mình có được làm chủ ở trong đó hay không thì mới quan trọng ấy quý vị À, thì thôi cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em và cô dì chú bác anh chị em thấy à, Chị Ni cũng như Hồng Loan rất là vui khi à, bên cạnh à, cũng có chị ba rồi á à, Thôi cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em đã ủng hộ Hồng Loan cũng như ủng hộ chị Ni Cảm ơn quý vị rất là nhiều